Rồi em xin chào quý chú anh chị mình ha. Thì hôm nay video hôm nay thì em lên ba cây mai chiếu thủy trung nu để giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Đó, thì đây là cây mã đầu tiên, mã 01 ha. Đây. Đó, cây này nuôi cũng tầm 2 năm mấy rồi ha. Đây, gốc rất là to nha cô chú anh chị. Đó. Tay cành thì nó dày dặn hết rồi ha. Mặt trước rồi mua mặt sau cô chú anh chị mình xem nha. Đó, tay cành dày dặn sẹo thì đang cuốn mép rất là tốt ha. Đó, tay cành dày dặn luôn. Đó, rất là đẹp nha. Đó, hoành khá là to ha. À, mà cây này thì ở trước đây nó có một cái anh nó bị lủng lỗ ở đây ha cô chú anh chị. Rễ đang bò qua. Rễ đang bò qua nè, mốt rễ này nó to to nó cũng kín kín này ha. Đó, thì cũng có lỗ thì em cũng nói với cô chú anh chị mình biết ha. Đó. Rồi bây giờ em sẽ đo hông số của cây cô chú anh chị mình xem nha. Đây. Con hoành gốc có tới 21 luôn nha cô chú anh chị, hoành 21 ha. Đó. Chiều cao của cây cũng là 21 luôn ha. Full tán là 40. Đó, thì cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình á là 500k ha. Bên em bao ship cả cây lẫn chậu luôn nha. Nãy giờ em cũng quên giới thiệu cái mặt đế với cô chú anh chị mình. Đế này nó cũng khá là đều ha. Đó, khá đẹp luôn. Đó, đế màu nè. Màu da rất là dữ ha. Mặt sau đây. Đế đây sau đây ha. Cộng bự, đế cộng bự. Đế cộng to ha. Thì đế cũng khá đều nha. Đó, rồi bây giờ em sẽ xây một vòng. Rồi em sẽ lên tiếp cái mã số 02. 02 cho cô chú anh chị mình xem nha. Rồi em lên tiếp mã 02 nha cô chú anh chị. Đây. Mã 02 thì cũng là một cây mai chiếu thủy lá trung luôn ha. Đó, cây dáng trực ha. Đây. Đó, cộng rễ cộng rất là to cô chú anh chị. Cây này đế đều hơn cây mã 01 nữa nha. Đó, đế đều rất là đẹp ha. Đó. Rồi, cốt cũng khá là to nha cô chú anh chị. Đây. Đó, cốt to đây ha. Mặt sẹo thì cũng đang cuốn mép rất là tốt nha. Đó, cây phơm tàn dày dặn ha. Nên luôn này cũng 2 năm mấy rồi ha. Đó, nó cũng chung lô với cây vừa nãy ha. Cây mã 01 lúc nãy. Rồi bây giờ em sẽ đo thông số, em báo thông số của chú anh chị mình ha. Thì đây, cái hoành gốc ở đây là 23 nha. Đó, nó to hơn cây lúc nãy ha. Đó, chiều cao. Chiều cao là 20 nha. Đó, full tán nè. Full tán là 32 ha. Thì cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình á là 600 là 550k ha. Thì nó mắc hơn cây lúc nãy 50k. Nhưng mà cô chú anh chị mình lấy một cặp á thì em để cô chú anh chị mình á là chẳng 1 triệu luôn ha. Đó, rồi em xây một vòng nữa nha. Đó, rồi em sẽ lên tiếp cái mã 03 nha cô chú anh chị. Em lên tiếp mã 03 nha cô chú anh chị. Mã 03 thì là một cây mai chiếu thủy nu gò công ha. Đây. Cây đang cho hoa rất là đẹp. Đây, ngồi đây còn nghe mùi thơm luôn nha cô chú anh chị. Đó. Cây thì mặt đế nè. Mặt đế rất là đều ha. Đó, đế đều. Cây dáng hai thân á thì em xem mặt đế rồi kìa, em sẽ cho cô chú anh chị mình xem cái một cái chỗ nó bị lũa nha. Đó, nhưng mà nó đang cuốn rễ rồi, rất là tốt ha. Đây. Cái phần này nó bị lũa nha cô chú anh chị. Nó đang kéo rễ ra nè, đó. Từ nó sẽ kéo kín lại cái phần này ha. Đó. Hoa rất là đẹp luôn. Đó, vàng cốt cành nè. Quay vòng đó, em xây một vòng rồi em đo thông số của chú anh chị mình xem nha. Đang cho hoa rất là đẹp luôn. Tan quá đẹp, hoa rất là thơm luôn nha. Đó, rồi em sẽ đo thông số cho chú anh chị mình xem ha. Đây cái hoành gốc. Hoành gốc ở đây là 23 nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây. Chiều cao là 43 ha. Đó, full tán ngang là 57 nha. Thì cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình á là 650k ha. Đó, bên em bao ship cả cây lẫn chậu cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, cây rất là già, hoa rất là nhiều ha, rất là đẹp luôn. Rồi em sẽ xây một vòng nữa. Rồi em cũng xin kết thúc video ha. Em cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi video bên em nha. Thì cô chú anh chị có yêu thích kênh thì bấm đăng ký ủng hộ giúp em ha. Rồi em cảm ơn rất nhiều nha.